Dạ vâng, kính chào quý vị cùng các bác, các anh em đang truy cập đến kênh chuyên tech âm thanh và giới thiệu hàng bãi của Tiến Audio Hải Dương. Quý vị và các bác, các anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến, hôm nay ngày 27 tháng 12 năm 2020, đặc biệt hôm nay ngày Chủ nhật, kính chúc các bác, các anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc Việt Nam ta sẽ có được những ngày nghỉ vui vẻ và ngày mai bước sang tuần mới, chúc các bác mạnh khỏe và luôn luôn may mắn. Trong clip hôm nay đang hiện diện trước cái máy quay đó là một đôi loa đến từ đất nước Đan Mạch, được sản xuất tại Đan Mạch. Đó là một đôi loa, nó là tên là loa Dali Modern 104. Xin đọc lại, đôi loa Dali Modern 104 đến từ Đan Mạch. Đôi loa này có về cái cấu trúc sử dụng bát, thì đôi loa này sử dụng hai cái loa bát có đường kính 18 mang carbon chất liệu dẻo và ở giữa là một cái loa check đồm nụa. Thưa quý vị và các bác, các anh em, loa check đồm nụa. Cái mặt đằng trước của đôi loa nó được bao bọc bằng một lớp nỉ cực kỳ mịn màng cái tay các bác nhé. Ở phía sau có một lỗ thông hơi rất to. Dòng này bát 18 nhưng củ loa, củ nam châm đấy ạ, nó gần bằng bát các bác nhá, củ 500 to gần bằng bát. Thật sự mà nói, một đôi loa giá rẻ hơn cả loa tàu, thế nhưng nghe chất âm thì nó lại phát ra chất âm người lớn. Tí nữa em sẽ mở test âm thanh, các bác có tai nghe hãy đeo tai phone vào. Đôi loa này đánh không kém gì, không thua kém gì những đôi loa bát 30, nói thật sự một câu như vậy. Đánh không thua kém gì những đôi loa bát 30. Chất âm của nó cực kỳ mềm và rất sâu. Không cần phải khoác lác và cũng không cần phải nói nhiều. Các bác có tai nghe hãy đeo tai nghe vào. Và đôi loa này là một đôi loa Dali 104 xẹt 2. Đôi loa có chiều cao là 86, chiều sâu 29, chiều rộng 22. Xin đọc lại. Loa có chiều cao là 86, chiều sâu 29, chiều rộng 22. Giá của đôi loa này là 4.200.000 đồng các bác nha. 4.200.000 đồng các bác sẽ được sở hữu một đôi loa đến từ Đan Mạch, quá tuyệt vời, một tuyệt tác và đôi loa tuyệt đẹp các bác, đôi loa tuyệt đẹp. Nói về trên kênh thì cũng có người bán cao hơn em và cũng có những nhiều người bán rẻ hơn em. Thế nhưng các bác hãy nghe bán là lúc bao giờ cũng lựa cái giá để bán cho anh em một cái mức giá rẻ nhất. Thế nhưng có người bán rẻ hơn thì chúng ta hãy xem kỹ clip họ giới thiệu xem là loa đó có còn được đẹp hay không đã nhá. Còn đây là một đôi loa đẹp trau chuốt và đẹp một cách tỉ mỉ, thưa quý vị cùng các bác, các anh em chúng ta. Cực đẹp, đôi loa tuyệt đẹp. Rồi không nan man nói nhiều nữa. Đôi loa này các bác có thể ghép với bất cứ những chiếc âm ly nào mà nhà quý vị và các bác, các anh em chúng ta có. Xin nhấn mạnh, đôi loa này các bác có thể ghép với bất cứ chiếc âm ly nào mà nhà các bác có, đặc biệt những dòng âm ly cỏ cực kỳ hay như là các cái dòng Dalong 390 hay là Bühler 7009 hay là I9, những cái dòng âm ly Marang cỏ cỏ, âm ly đánh rất hay, tuyệt vời, rất hay. Và tất nhiên các bác có những dòng âm ly mà cao cao tiền thì đánh lại càng hay. Đúng không? Càng hay. Trong phương án phối ghép clip ngày hôm nay thì trong nhà em không có cái âm ly cỏ cỏ nào và đang đánh với lại một chiếc âm ly Dalong PMA 780D. Chiếc âm ly này không cần phải giới thiệu kỹ với anh em nữa, bao zin và bao đẹp cho anh em, giá 7.500.000 đồng các bác nhé. Nguồn phát là chiếc đầu Solidat 59ES giá 4.500.000 đồng. Bây giờ một kính mời quý vị cùng các bác, các anh em chúng ta hãy cùng nhau thẩm âm. Thank you.
thành cảm ơn sự lắng nghe theo dõi của tất cả quý vị cùng các bác, các anh em.